Ủa bộ khó nói lắm hả? Đơn giản mà, nói ra thôi. Anh phải tập cái kiểu thoải mái. Đừng Anh có. thì hiện tại là bây giờ là anh khá là thoải mái, nhưng mà kiểu trong mình suy nghĩ ra nhưng mà không không Thì anh không cứ thấy là nói được. đi rồi mình nói chuyện thôi. Có gì khó nói? Khó nói với em hay là khó nói với mọi người? Ví dụ như người ngồi ở đây không phải là em đi, thì anh có khó nói không? Không, tất cả mọi người anh đều như vậy. À vậy hả? Tất cả mọi người đều vậy hả? Thì anh nói đi, vậy thì Tại đâu? vì cái tính của anh nó là như vậy. Sao? Thì trong bốn chàng trai em thấy có ấn tượng với anh nào chưa? Dở hả? Tình cảm nhiều nhất là ấn tượng. Thì trong 4 ngày, trong mấy ngày gần đây thì với 4 chàng trai thì thật ra thì với em thì nó chưa có đủ cái độ để mà em thích, để mà đặt một mối quan hệ luôn á, thì là chưa đến nhiều tới mức như vậy. Kiểu như 4 người thì em vẫn cảm thấy là có một cái gì đó ở một điểm chung là mọi người vui vẻ thân thiết và kiểu như làm anh em kiểu như thân như Chưa vậy á. có cái gì gọi là tình cảm. Chắc là anh cũng cảm nhận ra được điều đó ở dường như mấy bạn nhìn em, hoặc là anh cũng cảm nhận ở em là em sẽ thấy chưa có đủ ở cái điều đó. Thì đó, thì nhỉnh hơn một xíu thì em cũng nói rồi là có chung anh này ở kia thì nhỉnh hơn 2 anh kia. Nhưng mà để kết đến cái tình cảm mà để mà quen nhau yêu nhau á thì nó là chưa. Thì vậy thôi. Tới bây giờ nó vẫn vậy. Nói chung cảm giác sao ta với em thì với anh á, với em cảm giác khi mà với anh á, nó kiểu gì đó, nó dễ thương, nó gần gũi, nó thân thiết hơn là anh em. Tại vì đó giờ là đó giờ là em đã không không cái với số tuổi đi, đó giờ là em cũng không có phải là quen người trẻ tuổi, như nên á cái cảm giác khi mà với anh rất là nice, đúng không? Anh rất là nice với em, nhưng mà cái kiểu nó là vậy thì em vẫn quý anh, mến anh ở cái chỗ đó, em vẫn thích anh ở cái điểm đó, kiểu vậy thôi. Xong rồi đó, thì đó là suy nghĩ cho em rồi. Anh cần gì? Tối hôm đó, để thắt chặt tình cảm, các thành viên đã có một trò chơi nho nhỏ, nhưng trò chơi đó đã không thể bắt đầu được. Cũng may mà mọi chuyện cũng được giải quyết êm xuôi, vì ngay sau đó, Duy đã có một thông báo quan trọng. Và nhân tiện đây anh cũng muốn nói luôn rằng ngày mai anh xin phép rời khỏi ngôi nhà chung này. Anh đi luôn hả? Không, một ngày rồi em. Thì em nói đi một ngày thôi, rời khỏi nghe nó nặng nề. Thì đương nhiên rời khỏi ngôi nhà chung này một ngày. Có gì anh có việc ở Sài Gòn, anh phải quay gấp một cái chương trình của anh, nó cần quay gấp thì anh phải về một ngày thôi. Nhưng mà sáng mốt là anh cũng sẽ có mặt ở đây để cùng các bạn tham gia những thử thách. Các bạn đừng tiễn anh, và anh cũng nói lời chào các bạn. Ngày mai sẽ không còn gặp anh trong một ngày mai thôi. Câu slogan của chúng ta. Ok, 2, 3. Thanh xuân phiên bản đặc biệt đảo tình yêu. Yeah. Vậy là sáng nay Duy đã vắng mặt. Các thành viên còn lại sẽ bốc thăm để phân công nhiệm vụ. Trời ơi, em buồn phòng. Số 2. Buồn phòng. Em buồn phòng. Buồn phòng. Cậu đưa thấy là tới 4 người buồn phòng như vậy. Mô Phật. Thế chứ anh phục vụ. Mệt ghê, sao phục vụ. Như vậy là Ngân, Phong và Minh Trân nhận nhiệm vụ tại bộ phận phục vụ. Chưa đem ra, ủa đồ ăn món nóng chưa đem ra. Còn Quyên, Hùng và Trung Anh nhận nhiệm vụ dọn dẹp buồng phòng. Đây là lần thứ hai nhận nhiệm vụ này nên họ đã làm khá nhanh. Anh Trung Anh ơi, mọi người đang làm á. Còn ở bộ phận phục vụ, các bạn cũng học việc khá nhanh và làm việc cũng rất chăm chỉ. Nhóm Quyên, Hùng và Trung Anh hoàn thành công việc sớm, nên họ đã có một khoảng thời gian đạp xe đạp đôi đi dạo chơi trước khi ăn sáng. Sao cô sợ vậy? Được rồi. Ok. Mà đi. Trời. Vô. Ê, khoan nha. Trời ơi, ngồi gì kiểu cực khổ vậy ta? Ê, hay á. Dài á. Ok. Không. No.
Thôi anh muốn cài cho anh nè. Sẽ cài cho em lỗi giới tính. Giờ em chỉ là bức bình phong của hai anh thôi. What the bức bình phong. Với chùm hoa giấy trên tay, Quyền đi thẳng đến chỗ Ngân và... Bạn một cái thôi, sao bạn hai cái rồi? Con đó đi mất rồi. Cái gì làm? Khách hàng bạn nè. Ai vậy? Khách hàng tặng anh. Ai? Dễ thương quá vậy. Ờ, bé Quyền á. Cho anh gửi lời cảm ơn nha. Phong Lan á. Trời. Này phải Phong Lan đâu? Không, Phong Lan. Phong Lan của cô ấy. Nhưng mà hoa đâu phải Phong Lan đâu. Ủa khách hàng tặng anh thì anh giữ đi. Dạ không. Nè khách hàng, trả khách hàng nè. Tặng thì tặng, tặng tặng đến tay người khác đi. Rồi sao? Tặng tặng đến tay khác, không có tặng qua tay. Là tặng ai? Ủa hồi nãy em tặng. Nhiệm vụ của người phục vụ là phải trực trong khi khách ăn. Thế là xảy ra cảnh một nhóm ngồi ăn, nhóm kia đứng nhìn. Phải đến khi nhóm buồng phòng đi rồi, nhóm phục vụ mới được ăn sáng. Nhưng mà thiệt quá, vậy mới hiểu cảm giác của mấy chị thì phục vụ bữa sáng á. Nó mới chuẩn được ăn nữa. Mấy chị phải đợi làm xong hết mình đi ăn. Hôm nay, nhóm buồng phòng sẽ được học kỹ năng trang trí buồng phòng đặc biệt, được dùng để chào đón các cặp tình nhân hay những đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Với Villa Resort thì các bạn sẽ được ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật do chính bàn tay của các bạn nhân viên buồng phòng tạo nên. Đó là một điều đặc trưng của Villa Resort. Trưa nay, Bích Trân sẽ gia nhập lại với chương trình sau 2 ngày tạm rời đi vì công việc. Tất cả mọi người đều háo hức đi đón, nhưng riêng Hùng lại có vẻ không hào hứng cho lắm. Anh Hùng ơi! Anh có đi không vậy? Kiểu như mình nó đưa anh dễ sợ hả? Anh Hùng! Anh có đi không? Người đi đi, anh hay mệt. Không đi đúng không? Anh không đi, lên nguyên một đống người đợi nãy giờ. Cuối cùng thì Hùng cũng xuất hiện, nhưng không hiểu sao anh chàng có gì đó rất khác lạ. Trời ơi, thầy thấy ơi, hello chị. Hello, trời ơi, mọi người mặc đồ vui ta thôi là mày đẹp hết. Có một bánh che này để từ từ giờ không có lôi ra. Đi đi đi. Không chị. Ủa sao đây mọi người đi ra đây hả? Tưởng ở nhà quay. Đón chị. Đi đón chị. Đón chị xong rồi đi nhà quay tiếp. Hả? Sao? Có gì vui không? Em sắp chờ không gì vui hết luôn. Không gì vui hết. Sáng giờ làm không chắc chắn luôn á. Ủa? Trung Anh không đi hả? Em ngồi ở đây sao không hỏi? Không, thì thấy thiếu một người thì hỏi thôi. À. Mà mọi người làm cái gì? Tụi em đi xong mày cũng im ru nè. Sao tự dưng hai ngày cái cảm giác mọi thứ nó gặp chị là em có gì đâu em á. À hả? Trời ơi. Nói một câu coi. Cảm xúc cá nhân chào nó không được. Nói một câu coi. Tập nạc rồi mà. Rồi mà. Ủa sao không có gì nói không? Sao không gì nói với em vậy? Thì mình mở ra coi dù ai, người lạ hay là nam. Nói chuyện xem, em về đi làm sao? Trên này có gì vui không? Trên này như thế nào? Chắc chắn là hai ngày mới có gì đó chứ sao thể nào mà im ru được. Trời ghê vậy? Sao giấc bắt đầu bắt gió vậy? Sao bắt nhức đầu lắm. Đây tay nó mệt nên là... Ok, về nhà sẽ có nhiều thứ để hỏi. Quả thật hôm nay trạng thái của Hùng rất lạ. Ngay khi vừa về tới, Bích Trân đã ngay lập tức phải gia nhập vào nhóm phục vụ nhà hàng của bữa trưa hôm đó. À, chiều nay chị nhận là 4 người, bây giờ với một bạn. Dạ. Với một bạn thì... Dạ chắc, đang dạ, xuống đó chị, đang đi liền đó chị. Thứ nhất là hạn thời gian là hôm nay là tụi em trễ giờ. Là 12 giờ đúng là có mặt ở đây, mà bây giờ là hơn 5 phút rồi, là mấy em mới tới đây. Hôm qua giờ là chị đã training rồi, quần áo, tóc tai, đồng phục ở nhà hàng như thế nào. Hôm nay tụi em chưa thực hiện được. Dạ. Đúng không?
em có đồ đen không hoặc là váy đen không? Dạ chưa. Em mới từ ở trên Sài Gòn xuống nên thật ra mọi người training cái gì những ngày trước em cũng chưa có ấy nữa. Phải đồng phục của dạ. Nhân viên đi làm thì có phải là giống như bạn nào dạ. Ok dạ. Nè? Dạ, váy đen. Dạ. Mày này có quần màu đen không? Chạy lên thay đồ thì chắc lâu. Thôi chị sẽ cho dạ. Tụi em 5 phút. Vô. Em đi chở em không có được xếp hàng vào đây, em qua đây em đứng. Nhưng mà xếp cái không đi làm như vậy chưa được. Áo thì em bỏ một cái thì bên một kia. À. Hôm qua giờ chị đã nói rồi, đồng phục cũng nghe này. Nhất là đó là thứ hai là nói chung là tất cả mọi thứ thì chưa có sẵn sàng để làm việc. Thì hôm nay chị sẽ phân công công việc của em là bắt office là không thể hiện trước mặt khách. Làm những công việc lau chùi dọn dẹp ở bên ngoài sao thôi. Em chỉ ở phía trong. Đúng rồi, em sẽ làm những công việc sao. Em cũng thấy được việc đấy là em chịu phạt. Lần sau, ngày mai mà tiếp tục như vậy nữa thì nếu mà trong đầu mình suy nghĩ là mình sẽ không làm được việc này thì mình đừng có đến đây. Đúng không? Nếu mà nhận phải tôn trọng chị, phải tôn trọng các bạn. Các bạn mất thời gian để đợi em. Chị cũng rất là bỏ công việc để mất thời gian để đợi em. Biết bao nhiêu người đợi mình. Đúng không? Em đi làm rồi em phải hiểu cái điều đó. Vâng. Ok. Em chấp nhận và chịu phạt cho mọi người. Rồi. Welcome em. Không may cho nhóm phục vụ nhà hàng, bữa trưa nay bỗng xuất hiện một nhóm khách rất khó chịu đến từ ngôi nhà chung. Ồ, đúng rồi, phải kéo ghế chứ. Phục vụ. Dạ. Ủa, anh phục vụ kỳ cục vậy? Trời ơi. Không có sao mà anh? Đau vậy. Trời ơi, đau vậy sao? Anh ơi, tại vì eo mất cái bông ngay á. Anh có thể giờ bạn khác đi mua. Anh ơi. Dạ. Nhưng mà anh thích để đây. Dạ. Không, em nghĩ là cái bông nó đẹp hơn á. Đẹp ngoài. Mình đổi bông được không anh? Đổi bông bên đây nè. Qua bên đây. Dạ, cảm ơn. Ông, em muốn để cái đó. Không, mà em thấy để cái này đẹp hơn. Để ngay chính giữa. Rồi. Hay là mình để... Đi đi. Từ nha. Ủa anh ơi, anh ơi. Anh. Đi luôn. Anh ơi. Tại vì tụi em nổi ba người à, em không thích cái ghế này ngồi đây. Anh có thể di chuyển cái ghế này giùm em được không? Cảm ơn anh nhiều. Anh ơi, cái bàn này hơi dơ á, anh có thể lau lại giúp em được không? Nó hơi dơ á, áo em không trắng em không để tay anh được. Ái xì. Mình có thể lấy khăn khô lau được không? Tại vì cái bữa còn hơi rít. Chị còn hơi rít đó anh. Dạ không phải. Dạ rồi ạ. À. Thôi dạ, em khó quá nè. Đồ con bé dạ. Này ác vậy sao? Để đây đi em. Dạ cảm ơn ạ. Em ơi, khách đến nhà không trà cũng bánh nha. Đem nước ra em. Em cần... Nè sao người ta xác đem anh hở nè. Không, em không kéo. Sao anh đổ lỗi cho khách? Thôi. Thôi đi làm gì? Thôi đi biết. Thôi, thiệt không? Thiệt. Sao ho vậy chị? Bị đau họng, uống nước đá không được. Anh ơi, anh có thể đổi cho em đi nước suối mà không đá được không? Tại vì bạn em bị ho. Dạ. Chị đổi em chút xíu à. Dạ. Bắt xuống. Ừ, cho em xin. Tại vì em bị thân tiếng á. Đúng rồi. Rồi nói chuyện cách mờ gì. Dạ. Chân đừng dạ. Ngồi đây, đừng hình hạ đó. Dạ. Vì anh đóng phim ác chắc đạt lắm hả? Anh ơi, dùng xong chưa? Còn em. Dạ, em xong rồi kìa. Thôi dọn giúp anh với em. Anh sẽ không được anh không được đó. Rồi cái đó quyền của tôi. Rồi cô nói chuyện kiểu kỳ vậy trời. Anh chị cho em xin phép ạ.
Có muối gì không em? Dạ có. Dạ, em muối cho em. Dạ. Ăn lẹ đi, ăn lẹ, ăn lẹ đi. Đem ra hết muối, hết rồi. Em đợi mai rồi em ra luôn. Dạ. Đem dạ hai bộ. Dạ anh không cản. Dẹp em. Dạ, anh xin phép. Ăn hết bên hai bạn đó bên đó. Anh có thể nghĩ đi em, phục vụ chưa tốt. Phục vụ chưa tốt hả? Rồi chưa tốt. Cần cải thiện hơn. Đem muối chậm trễ. Từ anh. Khách ăn xong mới đem ra. Nói chuyện với khách Nam Mô. Rồi. Bạn cùng với em á, mọi người có thể cho bên em xin lỗi một lần nữa về cái cách phục vụ có thể là chưa tốt và sẽ cố gắng dần hoàn thiện. Cái này là anh thương tụi em nên anh mới góp ý thôi á. Dạ. Lần sau anh tới nữa nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm thông cho Trung Anh đang bị phạt, Bích Trân đã quan tâm chăm sóc anh chàng tội nghiệp ấy. Làm giúp đi nè. Cha nước nước nè, về đồ cái nước hả? Nhưng mà tay bẩn. Trời ơi, ron hơi nhiều đá. Đổ đi ít xíu à. Thôi thì thôi, uống một ít một, nhiều rất nhiều lần. Ủa bữa giờ em đi, mọi người ở đây có gì vui không? Tình cảm bây giờ thay đổi. Tánh cái... độ luôn. Ờ. Hay nhờ. Chóng mặt. Bởi vậy em nói. Gì cũng có thể thay đổi. Trò chơi cảm xúc này đúng không? Em nói cái gì cũng có thể thay đổi mà. Hùng nãy ra xe đi ngồi cạnh em luôn có nói gì đâu. À thế à? Không nói một câu. Thì giống anh, nói gì đâu. Nhưng mà anh còn nói chuyện với em nè. Hùng không nói một câu luôn. Bởi vì là có mọi người đấy, ngại. Trời ơi. Còn tỉ cay với lại tướng nước chưa làm. Rồi có ai thích anh chưa? Có ai thích anh chưa? Có ai thích anh chưa? Chưa thấy ai nói à? Chưa thấy ai nói hả? Anh gì có vẻ giống nhau. Ờ hả? Ừ, là chả, sao? Chả thích tôi. Là cả. Ờ, cả anh gì cũng không có luôn. Anh gì cũng suốt ngày chả ai thích tôi cả. Anh với anh gì mà có bạn nữa mà tỏ tình ấy. Ừ. Là nhận là cái chắc luôn. Vậy hả? Ừ. Kỳ vậy trời. Thâm giá trị thấy giá trị của mình thấp quá. Bị phong trêu suốt. Không dám đâu, nói vậy thôi. Cũng tùy cơ chứ. Sau khi tất cả khách dùng bữa xong, nhóm phục vụ mới được ăn trưa. Hôm qua giờ chỉ được cái sự thân thiện và cái vấn đề là cười thôi đúng không? Chưa có thưởng và cũng chưa có phạt đúng không? Chưa có tạo cái độ khó cho mình nữa đúng không? Nên em này thì mới, em là gia nhập rất là nhanh. Ha. Em có thắc mắc gì tại sao dĩ đoan của mình không có không? Dạ, em biết, cái này em biết rồi. Là... không sao chị, tụi em san sẻ nhau được hết nhau. Quá trời. Cái chuyện đó tụi em nha, bạn này nói y nơ là dạ. Cái gia đình của mình á. Dạ, yên tâm, gia đình tụi em rất là đoàn kết. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Ok. Rồi, mình sớt qua chơi tụi anh đi. Ý tôi. Không, hay đó, ăn đi hay em sớt cho. Cậu dĩa của gì quá trời nè. Ôi, rồi. Quá ngày nhiều nhất rồi. Làm đau không? Cho anh một đi, tôi một miếng. Trời ơi, chứ em không ăn rau. Cái này. Em không ăn rau đâu. Sao đâu? Vô. Rồi, ở đây. Vô. Tôi nhiều quá. Anh thì có hâm, ăn đi. Vô. Vui lắm. Xong mọi người không mất chuyện gì tối qua cho em nghe vậy. Tại vì tối qua nó cũng không có gì gọi là ấy cả. Không phải nào. Hùng và Bích Trân còn tồn tại chút gì đó chưa thể nói, thế nên đã có một cuộc hẹn. Rồi, sao giờ kêu hẹn xuống dưới đây nói biết nói gì để đây?
Ủa bộ khó nói lắm hả? Đơn giản mà, nói ra thôi. Anh phải tập cái kiểu thoải mái. Đừng anh, có. Thì hiện tại là bây giờ là anh khá là thoải mái, nhưng mà kiểu trong mình suy nghĩ ra nhưng mà không, không. Thì anh cứ nói đi rồi mình nói chuyện thôi. Có gì khó nói? Khó nói với em hay là khó nói với mọi người? Ví dụ như người ngồi ở đây không phải là em đi, thì anh có khó nói không? Không, tất cả mọi người anh đều như vậy. À vậy hả? Tất cả mọi người đều vậy hả? Thì anh nói đi, vậy thì đâu. Tại vì cái tính của anh nó là như vậy. Sao? Thì trong bốn đàn trai em thấy có ấn tượng với anh nào chưa? Dở hả? Tình cảm nhiều nhất là ấn tượng. Thì trong bốn ngày, trong mấy ngày gần đây thì với bốn chàng trai thì thật ra thì với em thì nó chưa có đủ cái độ để mà em thích. Để mà đặt một mối quan hệ luôn á. Thì là chưa đến nhiều tới mức như vậy. Kiểu như bốn người thì em vẫn cảm thấy là có một cái gì đó ở một điểm chung là mọi người vui vẻ thân thiết và kiểu như làm anh em kiểu như thân như vậy chưa á. Có cái gì gọi là chắc là anh cũng cảm nhận được điều đó ở như mấy bạn nhìn em, hoặc là anh cũng cảm nhận ở em là em sẽ thấy chưa có đủ ở cái điều đó. Thì đó, thì nhỉnh hơn một xíu thì em cũng nói rồi là có chung anh này nọ kia thì nhỉnh hơn hai anh kia. Nhưng mà để cái đến cái tình cảm mà để mà quen nhau yêu nhau á thì nó là chưa. Thì vậy thôi. Tới bây giờ nó vẫn vậy. Nói chung cảm giác sao ta với em thì với anh á, với em cảm giác khi mà với anh á nó cứ gì đó nó dễ thương, nó gần gũi, nó thân thiết hơn là anh em. Tại vì đó giờ là em đã không với số tuổi đi, đó giờ là em cũng không có phải là quen người trẻ tuổi như nên á. Cái cảm giác khi mà với anh nó rất là nice, đúng không? Anh rất là nice với em, nhưng mà cái kiểu nó là vậy. Thì em vẫn quý anh, mến anh ở cái chỗ đó. Em vẫn thích anh ở cái điểm đó. Kiểu vậy thôi. Xong rồi. Đó thì đó là suy nghĩ cho em. Rồi anh cần gì nói không? Có ai thích anh hơn không? Hay là Quyên hơn Trân, có ai nói năng gì thêm không? Để em xem như thế nào. Có thể mấy bé sẽ hợp anh hơn chẳng hạn. Ví dụ như mấy bé cũng nhỏ hơn anh. Có Ngân, Ngân mình lớn tuổi hơn anh. Ngân thích ai? Sắp thích anh không? Thích anh hả? Ngân thích anh hả? Anh thì Ngân có hai sự lựa chọn, anh và Phong. Bây giờ hiện tại thì chắc là Ngân đang phân vân giữa anh và Phong. Nhưng mà Ngân có nói là tại sao lại thích anh không? Về anh với Ngân thì cũng nói chuyện vài lần nhưng mà Ngân chưa chia sẻ hết. Không chia sẻ là tại sao thích hả? Không nói kỹ. Không anh phải hỏi. Tại vì ví dụ như người thích người đó chưa như là phải có lý do, anh phải hỏi người ta xem thích anh ở điểm nào. Em cũng vui tại vì á, ví dụ như em không có đi xa được với anh hoặc là gì đó thì cũng muốn cho anh là có những cái mối quan hệ khác. Thì em cũng thấy thoải mái hơn, tại vì cái tiêu chí của em là em không muốn mọi người bị ái ngại khi mà gặp nhau nói chuyện với nhau. Thì anh cũng vậy. Em thấy vui vì mọi người cũng dễ thương vậy đó. Và cũng có cảm tình với anh. Trong một số bốn người thì cũng có khá là nhiều chàng trai còn lại để ý đến em. Ngoài ai ngoài Trung Anh nữa? Trung Anh có hả? Trung Anh nữa rồi hết rồi. Em biết hả? Thì hôm bữa ngồi nói có Trung Anh nói mẹ. Hết rồi. Hai ông kia là cặp đôi bí ẩn không nói rồi. Hai ông kia cặp đôi bí ẩn rồi, ai phải nói. Số đặc biệt cái gì nó cũng đặc biệt. Vậy anh tính sao? Anh muốn mở lòng với Ngân thử đi. Ngân cũng chịu chia sẻ nhiều hơn á, đúng không? Ngân cũng đầm thắm nhẹ nhàng. Cái đấy thì phải để suy nghĩ. Chị cứ nói chuyện sao chứ anh vẫn muốn chứ anh vẫn còn thích em hả? Hay là hết rồi? Chắc hết rồi đúng không? Hơi ngợp nhỉ. Ngợp gì? Em làm gì đâu mà ngợp. Thoải mái lên đi, em làm gì đâu mà ngợp. Dù anh chọn ai thì em cũng rất là vui cho anh.
sẽ vẫn happy cho anh. Và đương nhiên là mình sau này mình vẫn sẽ giữ một mối quan hệ bình thường, vui vẻ, anh em đi chơi. Thì cái hôm đầu gặp em thì bên ngoài đấy, thì mình chụp quán cà phê thì có gọi là ấn tượng một chút. Tại vì cái gu của anh nó khá kiểu dạng như em vậy. Bằng lè vậy, chát già vậy, biết là gu già đúng không? Không, nói chung là cái gu của anh chứ anh không nói là gu anh già. Okay. Lúc hôm đầu anh thấy em mặc đồ, anh thấy kiểu khá là gọi là nghiêm túc. À, cái hôm cà phê hả? Thấy khá là khác so với cái hôm em chuẩn bị về. Anh có thấy em anh khá là bất ngờ và giật mình luôn đấy. Cái hôm mà em về anh có thấy em mặc đồ như thế nào đâu? Em đứng ngoài. anh không nghĩ lúc đầu, anh không nghĩ là như vậy. Tuy là mình là một người con trai cũng hút thuốc nhưng mà mình lại không thích ở con gái vì điều đấy. Đính chính lại là em không có hay như vậy, em không có hay như vậy. Chẳng qua là kiểu như lâu lâu á, lâu lắm chứ em không phải là cái con mà ăn chơi như thế đâu. Ok. Nhưng mà kiểu như đương nhiên trong cuộc sống nhiều lúc mình sẽ trải qua những cái vấn đề mình không muốn nói ra, là mình kiểu không biết như thế nào kiểu relax. Tại vì nhiều lúc mình làm việc cả ngày nhiều mệt đó, xong mà tối đi ăn uống với bạn bè thì như vậy thôi. Còn ngoài ra thì không phải là như vậy. Cái đó không phải là em của hàng ngày, cái đó chỉ là một cái mặt nào đó tối. Mà như mà thường con trai mà thiết kế kết thúc cũng không thiện cảm lắm đúng không? Một chút. Tại vì cái đấy nó cũng không gọi là cái gì xấu ấy cả. Cái phong cách sống bây giờ nó khác với ngày trước nhiều. Đã nói hết những điều khó nói trong lòng, những tưởng mọi chuyện rồi sẽ êm đềm. Thế nhưng khi Hùng về đến nhà thì lại xảy ra một việc không ngờ. Anh Hùng ơi, anh Phong có tí khó, kiểu như cũng có tí vấn đề nên trở nói chuyện với anh Thúy. Tại chị bên tổ chức với anh Phong mới chạy nhau. Có gì đây không? Có ạ. Chị sao ạ? Thôi, được. Không. Đâu? Sao này? Nằm uống cho em say rồi. Ê, sao đấy? Phong ơi. Sao ta? Mình muốn anh đi theo không? Đi. Anh Phong ơi, muốn anh ở lại có gì em không có để cho anh có bình tĩnh lại. Anh không, anh rất là muốn ở lại nhưng với cái thái độ đó thì đừng bao giờ. Câu chuyện tình cảm của ngôi nhà chung lại có thêm nhiều diễn biến mới. Quyên và Phong đã có những biểu hiện quan tâm nhau một cách công khai. Khi Bích Trân quay trở lại, Hùng đã ngầm khẳng định tình cảm của mình đã chuyển hướng đến Ngân. Phong bất ngờ bỏ đi trong đêm khiến tất cả náo loạn. Chuyện gì đã xảy ra? Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo.